Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Trong 6 tháng đầu năm, công tác điều hành chính sách tài khoá được Bộ Tài chính triển khai chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương làm tốt công tác quản lý thu, xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng thu ngân sách nhà nước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách nhà nước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách cả cấp địa phương được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ với lãi suất bình quân 2,45% một năm. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm 6.861 tỷ đồng, ước 6 tháng đạt 5.786 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các khoản thu đều đảm bảo vượt tiến độ trên 50%. Có hai khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm là thu thuế thu nhập cá nhân, khoản thu tiền thuê đất. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên tất cả các ngành lĩnh vực để hoàn thành vượt mức cao dự toán đã đề ra. Trong điều kiện dịch vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay, phần đầu thu ngân sách nhà nước cả năm sẽ đạt khoảng gần 11.600 tỷ đồng, vượt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Riêng thu nội địa đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt 72% dự toán.